Rồi hello anh chị, em Vương xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam Cũng như quay trở lại với cái video chia sẻ cơ hội đầu tư sau giờ giao dịch của em Vương anh chị nhé. Thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2024 Thì như thường lệ em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái cơ hội để mà chúng ta có cái sự chuẩn bị Cho cái phiên giao dịch tiếp theo, phiên giao dịch thứ năm ngày 11 tháng 7 anh chị nhé. Cổ phiếu hôm nay muốn chia sẻ đến anh chị đó là Hà đô anh chị. Hà đô thì vừa là liên quan đến bất động sản mà vừa là một cái liên quan đến cái nhóm điện anh chị ha. trước khi mà đánh giá Hà đô thì chúng ta sẽ xem lại cái diễn biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì hôm nay là một cái phiên mà thị trường nó giảm 7.77 điểm, đóng nến ở 285 94 thì thị trường nó đã trải qua 7 cái phiên giao dịch liên tiếp tăng điểm anh chị ha. À, từ cái vùng đáy của chúng ta ở 1245 mà nó tăng về à, 1294 à, 295 và thậm chí trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay có thời điểm à, nó đã tăng lên cái vùng 1297.96. À, như vậy là sau một quá trình tăng liên tục như vậy anh chị thì cái việc mà thị trường nó điều chỉnh trở lại đâu đó tám điểm là một cái điều hết sức là bình thường anh chị nha. À đây là cái điều hết sức bình thường để giúp cho thị trường nó hạ nhiệt nó cân bằng hơn và để cho những cổ phiếu mà nó tăng nóng vậy, trong giai đoạn vừa qua thì nó tích lũy nó điều chỉnh trở lại ha, điều chỉnh tích lũy trở lại khả năng trong những cái phiên tiếp theo thì thị trường nó sẽ tiếp tục có cái sự rung lắc và điều chỉnh gì và hai cái vùng mà khả năng thị trường nó có thể à, tìm về đó là 1278 1273 anh chị nhé Đây là hai cái vùng mà anh chị canh để mà tham gia những cái cổ phiếu Giai đoạn này anh chị phải tự tin à, Tham gia và nắm giữ cổ phiếu anh chị nha Rồi à, Cổ phiếu à, HDG Hôm nay mình muốn chia sẻ với anh chị Thì anh chị có thể quan sát cái đồ thị phân tích kỹ thuật của HDG Anh chị ha Hôm nay trong những cái lúc mà thị trường nó à, Tăng điểm anh chị Thì HDG đã có những thời điểm Nó đã tăng tím anh chị ha à, Khi mà thị trường Hạ nhiệt vào cuối phiên Có sự điều chỉnh vào cuối phiên thì À Hà Đô nó mới rung lắc trở lại Và cuối kết phiên thì nó tăng được 4.55% Hà Đô sau khi mà điều chỉnh cùng thị trường Thì nó điều chỉnh cũng không quá là mạnh Và ngay lập tức nó phục hồi rất là đẹp Phục hồi rất là nhanh chóng Và bây giờ nó quay trở lại cái vùng đỉnh của nó Anh chị thấy trong những cái phiên Phục hồi gần đây thì cái thanh khoản của HDG cái Nó tiếp tục nó tăng dần đều anh chị ha đây là một cái tín hiệu rất là tích cực à, và các cái à, chỉ báo à, ADX anh chị thấy là về sức mạnh xu hướng nó đã bước vào một cái xu hướng tăng à, rất là mạnh rồi DI cộng đã cắt lên DI trừ và đường ADX đang có cho giá trị gần 20. mươi à, bollinger band thì nó cũng đã mở lên phía trên anh chị hôm nay nếu như thị trường nó à, chỉ cần giảm nhẹ thôi anh chị, à, thì HDG có lẽ đã giữ được giá giá tím rồi anh chị ha. À, đây là cái vùng mà anh chị có thể trong cái những phiên sắp đến à, có thể là hai hoặc ba phiên sắp đến có thể à, thị trường nó sẽ có những nhịp rung lắc tiếp theo và hạ độ khi đó nó có thể nó sẽ rung lắc quanh về quanh cái vùng giá 31 anh chị ha. Quanh vùng giá 31 à 30 à chấm 8 đến 31 là cái vùng mà anh chị có thể gom đối với HDG rất là tốt anh chị ha và chờ khi thị trường nó à, ổn định trở lại à, thì HDG khả năng cao nó sẽ vượt đỉnh sớm ha. Và khi nó vượt trở lại cái vùng đỉnh à, trong ngày hôm nay, tức là giá tím trong ngày hôm nay vùng 32.6 đó là cái vùng anh chị có thể gia tăng anh chị nhé. À, quanh cái vùng này anh chị có thể gom à 30.8 31 anh chị có thể gom à 30 50% hàng và khi mà nó xác nhận nó vượt đỉnh thì anh chị sẽ đánh full hàng đối với HDG anh chị ha và cái điểm chốt lời của HDG là ở cái vùng giá 40 anh chị nhé à, chốt lời ở vùng giá 40 và cắt lỗ à, nếu như nó thủng um, qua cái mốc 29.5 anh chị nha chốt lời 40 và cắt lỗ 29.5 à, Hà Đô có thể nói là một cổ phiếu khá là điên anh chị à, khá là điên tăng rất là bốc trong cái giai đoạn anh chị còn nhớ trong cái giai đoạn từ năm đâu đó cuối năm 20 anh chị đến à, Khoảng giữa năm 22 là cái thời điểm mà Hà Đô tăng rất là bốc, tăng liên tục và sau cái thời điểm từ giữa năm 22 đến hiện nay thì có những cái nhịp rung lắc, có những nhịp điều chỉnh khá là mạnh và nó đã tích lũy quanh cái vùng giá hiện tại cũng khá là lâu. Và khả năng trong cái giai đoạn tới khi mà thị trường nó quay trở lại nó chinh phục được mốc 1.300, nó hình thành những cái điểm số mới thì Hà Đô sẽ là một trong những cổ phiếu tiếp tục nó quay trở lại và nó thể hiện cái sự điên của nó anh chị ha anh chị có thể tham gia cái điều này à, hy vọng rằng nó sẽ đem lại lợi nhuận tốt cho anh chị trong giai đoạn sắp đến à, anh chị tham gia cổ phiếu HDG này thì có thể cho em xin những lượt like à, và anh chị có thể à, tham gia vào cái râm cộng đồng mà em có để ở phần bình luận anh chị nhé à, và có cái mã QR ở trên à, màn hình anh chị có thể quét để tham gia vào nhóm cộng đồng em sẽ thổ, hỗ trợ thêm cho anh chị hoặc anh chị có thể à, về đồng hành cùng em à, bằng cách mở một cái tài khoản SSI. ID của em là 61 một y sáu anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em sẽ hỗ trợ cho anh chị vào cái râm à, tín hiệu à, để nhận được những cái à, tín hiệu mua bán à, cũng như là những cái sự à, theo dõi à, đặt liên tục những cái diễn biến à, của cổ phiếu ở trong phiên giao dịch anh chị ha rồi cuối cùng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video chúc cho anh chị sẽ có được thật là nhiều lợi nhuận với cái cổ phiếu hdg và xin hẹn gặp lại ở các cái video sau xin chào